Để đời ít buồn, ta nên nhớ những điều sau. Sống ở đời dù bạn tốt đẹp thế nào cũng không thể nhận hết được sự yêu thương của tất cả. Có người hâm mộ ắt sẽ có người ghét bỏ, có ai đó ganh tị thì cũng ắt sẽ có người chẳng coi bạn ra gì. Cuộc sống là như thế, bạn không thể làm hài lòng hết thảy. Và đừng vì để vừa lòng người khác mà đánh mất đi bản chất của bản thân mình. Vì ai cũng có những nguyên tắc và sự tự tôn riêng. Chúng ta qua miệng người khác thì không phải là con người toàn diện, tại vì mà có rất nhiều phiên bản khác nhau, và nên chỉ cần làm một cái bản chính tốt nhất là được. Bởi người đời ánh mắt giống nhau nhưng góc nhìn sẽ khác nhau, miệng giống nhau nhưng mỗi người có một cách nói, trái tim cấu tạo tương đồng nhưng suy nghĩ lại rất là dị biệt. Tiền cũng giống nhau nhưng cách chi tiêu mỗi người một khác. Và cũng là con người nhưng mỗi cá nhân có một cách sống, cần tự tin bước đi trên chính đôi chân của mình. Và đại bàng không có tiếng cổ vũ cũng vẫn tung cánh bay, đám cò không cần người chăm sóc cũng tự biết vươn mình lớn lên. Hoa dại trong núi sâu dù không ai thưởng thức thì vẫn tỏa hương thơm ngát. Và làm việc thì không cần người người đều thấu hiểu, chỉ cần dốc lòng hết sức. Và làm người không cần ai ai cũng yêu mến, chỉ cần thẳng thắn và rộng lượng. Một đời người thực ra không dài lắm, dù sao thì mình cũng đã đến đây rồi, thì nên sống cho đẹp. Sống đẹp bây giờ là đẹp cho cả mai sau.